Bao câu chuyện sao vàng với em. Có một người bổ lương dưới bút, dạy em thơ là về Bắc và ca. Con đường không chữ là con đường cho yêu thương của núi. Để sống văn hóa thắp lên các bản làng xa xôi, nhất là giáo vượt núi, con rừng, cho con chữ học trò có những người thầy đã kính trọng hơn cả. Bởi họ là những người nâng niu và gìn giữ những ước mơ. Bản làng yêu ơi em rời phố thì vượt núi băng rừng bóng cái chữ lên non. Dầu nắng mưa hay mùa đông già lạnh, cùng các em thơ vượt núi đến trường. Hy sinh tuổi xuân đóng trường băng bạc, cho trẻ vùng cao biết tìm kiếm ước mơ. Tinh ba đẹp chẳng thể tìm thấy ở đâu, giống như trong bài giảng của thầy. Một nét đẹp tâm hồn con người để thảo thơm, đến khách, một khoảng trời Tây Bắc hoang thơ, hoàn vĩ.